Đây, xin chào tất cả các bạn. Đây là cây hoa hồng leo The West Quốc của mình này. Các bạn thấy không? Đây, chỗ này thì mình vừa túm nó lại. Nhưng mà một cây mình trồng dưới đất thì nó cho rất là nhiều hoa. Và hoa nó cụp rất là đẹp. Về mùa này thì hoa nào cũng đẹp. Và những giống hoa hồng leo này thì nó luôn có những cái điều quyến rũ kỳ lạ. Cái cây The West Quốc của mình ở đây ấy, thì mình đã trồng được khoảng thời gian khoảng hơn một năm. Và về cái giống này thì nó leo rất là khỏe và nó phát triển rất là nhanh. Thì chỉ trong một thời gian ngắn thì mình đã có một cái dàn hoa hồng leo rồi đấy. Và nhiều các bạn mà hôm trước thời gian cách đây khoảng một tháng ấy mà các bạn có mua những cái cây mà The West Quốc này ấy, thì mình nghĩ là các bạn chỉ một thời gian nữa thôi thì các bạn cũng sẽ có những cái cây hoa hồng leo rất là đẹp. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái video ngắn về cái cây The West Quốc này của mình nhá, để các bạn cùng biết cái giống hoa hồng này rất là đẹp và nó rất là nhẹ nhàng. Xin mời tất cả các bạn theo dõi và rất mong tất cả các bạn đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Thêm về giống hoa hồng này thì mình xin được chia sẻ với tất cả các bạn. The West Quốc nó là một trong những cái giống mà của ông David Austin đã nhân giống ra. Và giống hoa này thì xuất xứ từ nước Anh, thì về Việt Nam thì khá là lâu rồi. Và có lẽ là nhiều bạn chơi thì một số các bạn cũng đã sưu tầm giống này cách đây ít nhất từ khoảng 3 đến 5 năm rồi. Thì giống này đã về Việt Nam. Hiện tại thì giống này thì cũng không phải là phổ biến, bởi vì có nhiều bạn thì không biết đến giống The West Quốc này. Đối với giống này, thứ nhất là mình thấy là cái khả năng phát triển rất là tốt, kháng bệnh cũng rất là tốt. Và khi mà nó ra hoa ấy, thường nó sẽ ra hoa chùm và nó có một cái màu hồng phấn đặc trưng. Về mùa này ấy, thì The West Quốc nó sẽ hoa nó sẽ rất là nhiều cánh, nó xếp cùng trên cùng một bông. Còn về mùa hè thì bông nó sẽ thưa. Về giống này thì về mùa này mình thấy là cánh nó nhiều, có thể lên gấp 3 lần so với mùa hè. Cách đây khoảng thời gian từ tháng 7 ấy, thì cái cây hoa hồng The West Quốc của mình nó ra hoa nhưng mà rất là thưa và nó rất là nhanh tàn. Đối với giống này ấy, nếu như về mùa đông thì có thể chơi được khoảng từ 3 cho đến 5 ngày hoặc là 1 tuần hoặc là 5 ngày, 6 ngày. Còn lại là về mùa hè thì nó nhanh tàn hơn, nó chỉ được khoảng từ 2 ngày thôi là nó đã tàn rồi. Còn về mùa này thì tất cả những giống hoa thì nó cũng rất là bền và nó chơi được lâu, màu thì lại đẹp. Với giống này thì mình không thấy cái mùi thơm nó đậm như những giống hoa hồng leo khác. Nó có một cái mùi thơm nhẹ nhàng. Nhưng mà về cơ bản ấy, thì giống này chăm rất là dễ, phát triển nhanh và nó leo rất là nhanh. Một thời gian ngắn thôi thì các bạn đã được một cái cây leo khá là cao rồi. Ở bên này thì mình còn một số những cái cây khác. Đây là cũng là The West Quốc và một cây Abraham. Rồi bên này thì có cây Golden và cây leo vàng, hoặc là một vài cây leo một vài cây leo khác như Socetti. Socetti cũng là một trong những cây bụi cao. Và có nhiều bạn hỏi mình về cái việc chăm sóc cây hoa hồng leo ra Tết như thế nào ấy. Thì đối với giống hoa hồng leo thì để chăm sóc ra hoa vào lứa Tết nó khá là khó khăn, bởi vì nó còn phải phụ thuộc theo từng đặc tính của từng giống. Có những giống thì nó sẽ ra dài hơn, mà có những giống thì nó lại mùa đông nó rất là kén chọn thời tiết. Và chỉ có những giống về mùa hè ấy, thì nó lại rất là sai hoa. Ví dụ như cây Golden thì về mùa hè nó rất là sai hoa. Về mùa khoảng từ tháng 8 cho đến tháng 9, tháng 10 nó sai hoa. Nhưng về mùa đông này ở miền Bắc ấy, thì Golden nó lại không có nhiều hoa. Và có nếu như mà muốn có những cái cây nó ra hoa vào lứa Tết ấy, thì các bạn phải cắt trước cái thời gian ít nhất là từ 50 cho đến 60 ngày. Bởi vì là về mùa đông, mùa hè nó sẽ khác hẳn nhau. Và mùa đông ấy thì những cây hoa hồng leo nó phát triển rất là chậm. Nó phát triển nhanh nhưng nó lại phát chậm, triển chậm về hoa. Có những cây thì nó vươn rất là dài, bởi vì mùa đông này thì nó không có nhiều ánh nắng như mùa hè. Còn lại là các bạn để mà xác định mà chăm sóc được một cây hoa hồng ra hoa hồng leo ấy, ra hoa đúng vào Tết thì rất là khó. Nên là các bạn phải hiểu được cái đặc tính của cây hoa hồng leo các bạn đang trồng, là nó bao nhiêu thời gian thì nó sẽ ra hoa, và các bạn phải chăm sóc thật tốt. Và về mùa đông này thì lại khó kiểm soát hoa một điểm nữa. Đó là nó sẽ, khi mà nó ít nắng ấy, thì cành nó sẽ vươn dài hơn để nó lấy ánh sáng. Thế thì khi mà vươn dài lên thì cái thời gian nó ra hoa cũng sẽ chậm hơn. Thì về cái việc mà chăm sóc cây hoa hồng leo mà ra đúng vào cái lứa Tết thì cũng không phải là một điều dễ dàng. Thì các bạn phải tích lũy cái kinh nghiệm với từng cái giống hoa để các bạn chăm sóc để làm sao mà nó ra được. Đây, bên đây là một cây Socetti.
Đây là cái cây Sogeti thì nó không hẳn lá hoa hồng leo các bạn nhé. Nó thuộc dạng là bụi cao. Khi mà bụi cao ấy thì nó có thể, các bạn có thể tạo ra những cái giống hồng leo được. Khi mà là bụi cao thì các bạn cũng có thể tạo nó thành một cây hoa hồng leo được. À, nó thường lên từ khoảng chiều cao từ khoảng 1,5 m, 2 m. Còn nếu như mà các bạn tạo thành những cây leo thì có thể nó sẽ leo đến tầm khoảng 3 m. Đây là cây Sogeti, rất là thơm, màu hoa rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy không ạ? Màu hoa rất là đẹp, nó là một cái màu tím. Và cánh nó xếp rất là dày so với thời gian mùa hè. Rất là thơm, nó ra cũng hoa chùm. Đây là cây Sogeti của mình. Đấy, nó cũng ra hoa chùm như thế này. Đấy. Và phía bên này thì mình còn có cây Golden này. Cây hoa hồng leo Golden này. Còn đây là một chùm nụ Constant. Constant. Đây. Hoa nó không được chuẩn form nhưng mà nó cũng ra hoa chùm ở đây. Và phía bên này là một cây The Redwood khác. Đây là một cây The Redwood mà mình trồng mất hơn 1 năm tuổi. Và bây giờ thì nó đã leo đến chắc khoảng 3 mét rồi. Mình trồng ở phía dưới. Và phía dưới này thì cây của mình thiếu nắng nên là nó không có những cái mầm ở phía dưới. Tuy nhiên thì ở phía trên thì các bạn cũng thấy là cái cây nó riêng về giống này, nó phát triển rất là mạnh. Và những cái mầm nó vươn rất là dài. Và khi mà các bạn cắt đều thì nó sẽ ra rất nhiều hoa. Và nó ra hoa chùm. Thì đối với cái giống The Redwood này ấy, thì cũng không nhiều những các nhà vườn có sưu tầm và bán. Còn nếu như các bạn mà có điều kiện mà thích chơi những giống hồng leo ấy, thì các bạn cũng có thể sưu tầm cho mình một cây The Redwood để trồng. Bởi vì thứ nhất là nó phát triển rất là khỏe, phát triển nhanh, ra hoa đẹp. Và nói chung là giống này rất là dễ chăm. Thì các bạn cũng có thể sưu tầm cái giống này nhé. Ngoài ra thì trong cái kênh của mình cũng sẽ còn rất là nhiều những cái bộ sưu tập của những giống hoa hồng khác. Thì các bạn cũng có thể ghé qua đây và tìm hiểu thêm những cái giống hoa hồng leo khác để chúng ta có thể sưu tầm được những cái giống hoa đẹp. Phía bên này là một cây Leonardo Vinci. Và mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Thì ngày hôm nay nó cũng nở hoa rất là đẹp. Mình cũng xin phép kết thúc video tại đây. Và nếu như các bạn cảm thấy video hay thì các bạn cũng có thể ấn nút like và ghé qua kênh của mình, ấn nút đăng ký các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau.